thì chúng ta nói tới đây đó thì chúng ta sẽ nói tới những cái tài liệu liên quan đến crypto khoan đi thì điều đầu tiên thường sẽ chia sẻ với các bạn đó chính là liên quan đến cái số lượng bitcoin nạp vào và rút ra thì các bạn thấy được là ngày hôm nay cũng khá là im lặng chúng ta đang nhìn vào biểu đồ mỗi một cái thanh này là một giờ thì các bạn thấy được là 24 giờ qua tình hình bitcoin nạp vào và rút ra đó thì rất là im lặng mặc dù là trên twitter thấy một số bạn để lại một số những cái thuyết nói là chúng ta thấy một số lượng bitcoin đẩy lên sàn ngày hôm nay thì lại không thấy như vậy Nhìn chung đó khi chúng ta so sánh đó, thì các bạn thấy được tình hình bây giờ Rất là im lặng Không giống như là những thời điểm như là các bạn thấy được là thời điểm này Là cái thời điểm ngày 16 tháng 7 đó Khi mà chúng ta có một cái thanh màu xanh rất là cao à, Nhưng mà chúng ta thấy được là gần đây Thì tình hình là giá có cái sự tăng trưởng Nhưng mà chúng ta lại không thấy cái sự đẩy Bitcoin lên trên sàn vẫn tiếp tục giống như là ngày hôm qua Ethereum đó thì cái sự đẩy Bitcoin lên trên sàn giao dịch ngày hôm nay đó thì nó tăng hơn so với ngày hôm qua và khi chúng ta nhìn vào Ethereum thì trong vòng 24 giờ qua thì có cái xu hướng là xuống nhiều hơn Bitcoin một chút Bitcoin xuống 1,8% Ethereum xuống 2,8% nhưng mà con số này cũng rất là nhẹ mà thôi thì chúng ta thì được là Ethereum đó. hôm nay thì có thêm một số lượng Ether đẩy lên trên sàn nhiều hơn là Bitcoin nhưng mà so sánh chung thì đây vẫn là một tình hình rất là bình thường chưa có gì gọi là bất ổn hết đây là cái tài liệu liên quan tới bao nhiêu Bitcoin bao nhiêu Ethereum nạp vào và rút ra nhưng mà nhìn vào một góc kênh khác nữa, đây là một tài liệu được chia sẻ bởi El Crypto Travel. thì khi chúng ta nhìn vào tài liệu này đó thì có ba điều chúng ta cần phải lưu ý và thường như chia sẻ với các bạn Điều được cũng rất là thú vị. thì El Crypto Travel nói là thứ nhất nếu như chúng ta nhìn chung á, thị trường tính theo chỉ số crypto coin đó thì nếu như mà những cái số lượng bitcoin trên những sàn spot như sao mà thông thường cho các bạn mua bán bình thường đó mà có cái dấu hiệu đi xuống như là cái số lượng bitcoin trên những sàn spot có dấu hiệu là mất đi và đồng thời chúng ta thấy là cái dấu hiệu là những cái số lượng Bitcoin trên những cái sàn derivative như những cái sàn mà cung cấp các bạn những hợp đồng đó như là margin future mà số lượng Bitcoin cũng giảm đi thì đây là một cái tình hình là rất là bullish, rất là tốt cho giá cả. Thứ nhì, nếu như tình hình là cái số lượng Bitcoin trên những cái sàn spot trên sàn thông thường có dấu hiệu đi xuống nhưng mà ngược lại chúng ta thấy được là cái số lượng Bitcoin trên những cái sàn mà sử dụng hợp đồng đó, những cái sàn phái sinh lại có dấu hiệu tăng trưởng thì đây chỉ là dấu hiệu tốt nếu như mà chúng ta thấy được là cái funding rate là số dương Còn nếu ngược lại thì là dấu hiệu không tốt trong thời gian ngắn hạn Nhưng mà đây là một cái dấu hiệu ngắn hạn mà thôi Còn kế tiếp nếu như các bạn thấy được là cái số lượng bitcoin trên những sàn giao dịch có cái sự tăng trưởng Những sàn giao dịch thông thường Nhưng mà ngược lại cái số lượng bitcoin trên những cái sàn phái sinh đi xuống Thì đây là dấu hiệu là những cái trader họ đang chốt lời Tuy nhiên khi mà chốt lời thì nhiều trader sẽ đẩy Bitcoin từ sàn phái sinh Cái ví trong sàn phái sinh của họ qua cái ví spot thông thường Sau đó thì họ mới chốt lời được Thì chúng ta nhìn vào tình hiện tại đi Thì chúng ta đang ở trong cái tình hình 1, 2 hay là 3 Thì chúng ta bây giờ nhìn vào tài liệu Đây là tài liệu trên sàn spot, sàn thông thường thì sau khi có cái sự đi xuống mạnh ngày 27 tháng 7 đó thì các bạn thấy được đây là tài liệu đến giờ Thì cái đường màu xanh này là cái số lượng Bitcoin trên những cái sàn spot thông thường, các bạn thấy được là chúng ta có dấu hiệu là đi hàng ngang. Mặc dù giá cả tăng trưởng nhưng mà chúng ta thấy dấu hiệu là đi hàng ngang, nghĩa là không có nhiều hơn hay là ít hơn bitcoin trên những sàn giao dịch thông thường. Ngược lại, khi mà các bạn nhìn vào tài liệu của những sàn derivatives, đây là những cái sàn mà có hợp đồng phái sinh thì các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào biểu đồ đến giờ thì cái đường màu xanh này có dấu hiệu là đi xuống trong thời gian gần đây. Thì chúng ta nhìn vào funding rate đi, funding rate thì có dấu hiệu là Tăng trưởng có nghĩa là càng ngày thị trường càng trở nên bullish hơn Nhất là chúng ta nói tới những cái lệnh trên những cái sàn phái sinh Thì chúng ta nhìn chung đó Thì cái bạn được chúng ta giống cái 1, 2 hay là 3 Thì đối với thuần đó Tình hình bây giờ đó thì có phần Giống như là cái một có nghĩa là Tuy là cái số lượng Bitcoin trên những sàn thông thường đó Không có đi xuống Có dấu hiệu đi hàng ngang Coi như là không tăng không giảm Nhưng mà cái số lượng Bitcoin trên những cái sàn phá sinh Thì lại có dấu hiệu đi xuống Thì đối với thuần đó tình hình bây giờ Chúng ta đang nằm ở trong một cái tình hình là neutral, có nghĩa là chúng ta đang nằm trong một cái tình hình là ngắn hạn, không bullish, cũng không có bearish ở thời điểm hiện tại khi mà chúng ta nhìn vào tài liệu như thế này. Nhưng mà nhìn vào một tài liệu khác nữa, đây là tài liệu được chia sẻ bởi uh, Econometrics. Thì tài liệu này đó, hiểu cách đơn giản á, là các bạn nhìn vào những cái dấu chấm có nhiều màu này, thì khi các bạn nhìn vào ở bên trên này đó, đây là một cái thanh chuyển từ màu xanh dương qua tới màu đỏ màu xanh dương đó đó chính là những các con những người mà đầu tư riêng lẻ là họ tích lũy khi mà chuyển qua màu đỏ đó đó chính là các bạn thấy được là những con cá voi tích lũy những nhà đầu tư lớn tích lũy còn chính giữa giữa màu vàng với lại màu cam đó là những người trung bình tích lũy thì chúng ta nhìn vào tài liệu này đó thì ý của econometrics muốn nói là chúng ta một lần nữa đã tiến tới 50.000 đô thì so với lại cái lần trước đó khi Bitcoin đạt được 50.000 đô lần đầu tiên đó thì các bạn thấy được tình hình là những cái dấu chấm này đó nó đã từ từ chuyển từ màu vàng qua bên màu xanh dương có nghĩa là tới lúc mà Bitcoin đạt 50.000 đô lần đầu tiên là phần lớn những người mà tích lũy đó là những người mà lưu trữ riêng lẻ mà thôi chứ không phải những thứ chứ đầu tư và sau đó các bạn đều là chúng ta thấy có cái đợt xuống giá này Đó là phần lớn những người mà thu mua đó là những nhà đầu tư riêng lẻ ở thời điểm này tại vì tất cả chuyển màu xanh rồi nhưng mà đợt này đó khi Bitcoin trở lên 50.000 đô thì tình hình đã khác hơn rất nhiều. Các bạn được tin bây giờ là những dấu chấm này đã chuyển từ màu vàng qua bên màu cam có nghĩa là các bạn thấy được là chúng ta đã đi vào cái thời điểm tuy là đã một lần nữa trở lên 50.000 đô nhưng mà chúng ta thấy dấu hiệu là những người mua là những cá voi ở hiện tại thông thì không có biết rõ được là họ làm sao có thể tính được là những cái địa chỉ ví nào lưu trữ bao nhiêu tích lũy thời điểm nào nhưng mà đương nhiên là họ có cách tính của họ thì đây cũng là một tài liệu để chúng ta tham thảo mà thôi thì có nghĩa là bây giờ đó Bitcoin chở về 50.000 đô nhưng mà khác với là trước đây khi Bitcoin đạt được 50.000 đô lần đầu tiên hồi tháng 4 của năm nay tại vì lúc đó chúng ta được lập phần lớn những nhà tích lũy đó là những người đầu tư riêng lẻ bây giờ là chúng ta thấy có những cá vôi tích lũy ở cái vùng này bạn có thể một cái vô rất lớn đó chính là Michael Saylor các bạn cũng đã biết là Michael Strategy thường mới vừa chia sẻ là thu mua rất nhiều thì nhìn chung đó có một số bạn hỏi thuận là thuận nghĩ gì về tình hình bây giờ khi chúng ta nhìn vào cái chỉ số tham lam và sợ hãi bây giờ mức 73 thì hôm nay là mức 73 là tham lam ngày hôm qua là mức 79 là cực kỳ tham lam tuần vừa rồi là 73 là tham lam và tháng vừa rồi 26 đó là sợ hãi thì thật ra thường không có quan tâm nhiều đến chỉ số tham lam và sợ hãi này tại vì sao tại vì khi các bạn zoom ra đó chúng ta thấy là chỉ số này đó nó giống như là chúng ta nhìn vào um, relative strength index hay là macd moving average Conversion divergence gì đó thì các bạn thấy được là chỉ số nó có thể nằm ở trong một cái vùng tích cực hay là tiêu cực một thời gian dài như là các bạn được năm 2018 hầu như một năm trời chỉ số này đã nằm ở trên nó dùng là cực kỳ sợ hãi nhưng mà giá cứ tiếp tục đi xuống hoài cho nên không phải là các bạn thấy là chỉ số cực kỳ sợ hãi là các bạn lại nhào vô để mà mua tại vì giá nó tiếp tục đi xuống và ngược lại các bạn thấy được là tình hình của năm 2020 đó một thời gian dài có thể là tình hình là cực kỳ tham lam nhưng mà không phải là tại vì chỉ số này cực kỳ thêm lam các bạn nhảy vào để mà bán Tại vì các bạn thấy được giá cứ tăng và tăng và tăng từ tháng 11 tháng 12 tháng 1 tháng 3 tháng 4 Và ngược lại gần đây nhất các bạn thấy được là chúng ta nhìn là trong cái thời gian à, khoảng chừng là 2-3 tháng qua Thì tình hình một thời gian dài nằm ở cái mức là cực kỳ sợ hãi Các bạn thấy được đây là một cái chỉ số mà chúng ta cần phải xem nhưng mà cần cũng phải nhìn vào tài liệu tin tức Cũng như là kết hợp với một số những tài liệu khác chứ không thể là xem chỉ số này một cách điên đẻ được đây là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn Thì nói chung đó, những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó, Ngày hôm nay chúng ta thấy thị trường đỏ một chút Nhưng mà cái sự đi xuống này cũng không có gì gọi là bất ngờ Nếu như các bạn theo dõi thuần cap thường xuyên Tại vì chúng ta thấy dấu hiệu là dấu hiệu chúc lời của một số những cái nhà đầu tư Nhưng mà cái dấu hiệu chúc lời này vẫn chưa đến mức mà chúng ta cần phải quan tâm Và nhìn chung đó thì tình hình bây giờ rất là neutral nghĩa là ổn định có nghĩa là chúng ta không thấy có cái sự bất ổn liên quan đến bitcoin hay là ether đột ngột đẩy lên trên sàn và bề mặt tin tức đó, trước hết thường muốn chia sẻ về cardano một chút tại vì cardano gần đây đã tăng trưởng rất nhiều và ở trên twitter đó lloyd davis cũng đưa ra một cái nhận định thường cảm thấy là các bạn cũng cần phải nên suy nghĩ đến đó chính là Cardano tăng trưởng mạnh trong thời gian gần đây Khi mà chúng ta nhìn vào cái phần trăm tăng trưởng của Cardano Các bạn sẽ thấy được là trong dòng thời gian là 30 ngày qua đã tăng 126% Trong vòng chỉ 2 tuần đã tăng 66% Một năm qua Cardano đã tăng 2156% rồi Có thể các bạn thấy được là cái phần trăm tăng trưởng nó kinh khủng như thế nào Và Cardano là một dự án mà các bạn có thể biết là Thuận và các bạn đã theo dõi rất lâu trên channel này Từ năm 2018 cho tới bây giờ Và có một thời gian nếu như mà thường cho các bạn thì là trong vòng là thời gian hai ba năm qua đó có một thời gian dài Cardano đó chỉ có hai ba cent mà thôi cho nên những mà nào mà tin tưởng đầu tư Cardano dài hạn thì các bạn thấy được là cái lợi nhuận cao cỡ nào nhưng mà cái sự tăng trưởng gần đây đó là liên quan đến cái đợt mà sắp sửa hard fork của Cardano để chúng ta có cập nhật để có được smart contract hợp đồng thông minh trên mạng lưới của Cardano và sau đó theo dự định thì sẽ có rất nhiều dự án gây dựng trên lưới của Cardano nhưng mà các bạn cần phải nên lưu ý một điều là cách đây không lâu đó thì biết các bạn ở đây là cái biểu đồ của năm 2020 khi mà Cardano bắt đầu có staking bắt đầu cho mọi người tham gia staking và được hưởng lợi nhuận đó thì các bạn được là, cái thời điểm trước khi mà staking các bạn thấy đó là thời điểm này Cardano chỉ có mười mấy cent mà thôi mười không tới 15 cent nữa thì giá đã tăng rất là mạnh thời điểm đó chúng ta thấy được là Cardano là không tới 8 sen đã pump 86 phần trăm pump 86 phần trăm trong thời gian ngắn trước khi mà có staking lên tới là qua khỏi 13 sen khoảng chừng là 14 sen nhưng mà sau khi mà chúng ta thấy được là bắt đầu là có staking rồi đây thì giá Cardano đã có xu hướng là đi xuống có nghĩa là tăng 86 phần trăm trước khi staking sau đó đã có cái sự đi xuống là 56% sau khi staking Nhưng mà các bạn thấy được giá bây giờ à, đã là 2 đồng 78 cent là điểm hiện tại rồi Tuy nhiên giá đã tăng rất cao Nhưng mà cái mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là trong thời gian ngắn hạn Chúng ta có thể chứng kiến một cái sự kiện gọi là mua tin đồn Nhưng mà bán tin thật hay là chúng ta còn gọi là buy the rumors Sell the news Thì khi mà cái ngày mà kích hoạt smart contract đó thì các bạn cần phải có một cái sự chuẩn bị là có thể là chúng ta thấy là nhiều người sẽ chốt lợi dẫn đến là giá cả Cardano có thể đi xuống mạnh trong thời gian ngắn hạn sau khi mà có hợp đồng thông minh trên mạng lưới của Cardano tại bây giờ mọi người mua là hy vọng là từ đây đến cận kề cái ngày mà có hợp đồng thông minh ngày 12 tháng 9 ấy, giá cả sẽ tiếp tục pump lên và pump lên và đương nhiên nhiều người nghĩ như vậy đây thì có thể là nhiều người sẽ suy nghĩ là thoát ra trước khi mà mọi người bán khi mà chúng ta đã có cái tin tức thực sự là Cardano đã upgrade đã có hợp đồng thông minh rồi nhưng mà đương nhiên đây chỉ là một trong những điều mà tôi muốn chia sẻ để bạn có tâm lý chuẩn bị mà thôi không phải lúc nào cũng như vậy đây là cái tình hình của cái thời điểm năm 2020 hồi tháng 7 của Cardano nhưng mà các bạn thấy là gần đây nhất chúng ta có một cập nhật rất lớn đó chính là cập nhật London Harford của Ethereum thì nhiều người cho là sau khi có cập nhật Luno Harford ai cũng mua Ethereum để mà chờ đợi cái cập nhật ERP 1559 cập nhật mà đốt với Ethereum đó thì khi mà có cập nhật đó người ta sẽ xả hàng nhưng mà các bạn thấy là đã, đã ngược lại khi mà có cập nhật đó, đó đã làm cho nhiều người bất ngờ tại vì cái số lượng đốt nhiều hơn là tưởng tượng khiến cho là giá y tờ của tăng và tăng sau khi mà có cập nhật đây là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn thì chúng ta bây giờ hãy nói tới những cái thông tin ngày hôm nay đi hôm nay cũng không có nhiều tin tức nhưng mà có một số những thông tin nổi bật thứ nhất là cái thông tin liên quan tới cái gói uh, hỗ trợ cơ sở hạ tầng Đây là cái hỗ trợ mà các bạn có thể biết là đã thông qua thượng Viện rồi Bây giờ đang ở Hạ Viện và tháng sau thì mới bắt đầu bỏ phiếu thì chúng ta có thể biết là trong cái hỗ trợ này có một phần là thu thuế crypto và thu thuế crypto đó chúng ta cũng đã nói rất nhiều trong nhiều video cho nên chúng sẽ không có đi vào chi tiết Nhưng mà những bài nào mà không đành hiểu cách đơn giản đó là trong cái phần này thì nói là để hỗ trợ 1.000 tỷ đô la cái gói này thì một phần sẽ đến từ thu thuế thị trường crypto và đặc biệt là thu thuế những ai mà gọi là người môi giới nhưng mà người môi giới đó cái định nghĩa lại không có giải thích rõ ràng cho nên khiến cho nhiều người lo sợ nói là bây giờ đó người môi giới là có trách nhiệm là phải cung cấp thông tin liên quan tới thuế cho Hoa Kỳ để cho chính phủ có thể thu thuế những người này và đương nhiên những cái sàn giao dịch như là Coinbase thì đơn giản rồi tại vì các bạn sài Coinbase hay là sài Kraken hay là bất cứ sàn nào thì các bạn bây giờ cũng cần phải KYC mà thôi xác minh thân phận cho nên họ biết các bạn là ai nhưng mà nếu các bạn là một người giống như là một xưởng đào hay là một người tham gia vào staking thì làm sao các bạn biết được là cái giao dịch các bạn vừa mới hỗ trợ để mà giải quyết đó là ai đứng sau lưng giao dịch đó các bạn chỉ biết địa chỉ ví mà thôi cho nên đây là cái sự mà tranh cãi của quốc hội mà chúng ta nói nói tới rất nhiều thì bây giờ đó nhiều người hy vọng là có thể thay đổi cái định nghĩa người môi giới đó ở Hạ Viện Nhưng mà thông tin cho chúng ta thì được là cơ hội này cũng không có cao Tuy nhiên bây giờ đó thì cái cục thuế của Hoa Kỳ có nghĩa là IRS và Bộ trưởng Bộ Tài chính của chính phủ của Joe Biden cũng đã nói là họ sẽ không có để ý đến những người mà tham gia vào đào Bitcoin, đào crypto. Họ chỉ quan tâm đến những sàn giao dịch mà thôi. Thì đương nhiên Chúng ta tiếp tục chờ đợi mà thôi chứ còn bây giờ đó thì tình hình là cái định nghĩa nguồn môi giới đó vẫn tiếp tục là cái định nghĩa cũ Và cho đến khi nào mà quốc hội trở lại, có nghĩa là tháng 9 ấy, thì chúng ta mới biết được là cái gói hỗ trợ này có thông qua hay không và có gặp trắc trở hay không Chúng ta sẽ tiếp tục cung cấp thêm tài liệu với các bạn Một thông tin khác nữa cũng rất lớn đó chính là thông tin liên quan tới ngân hàng CD Group Thì đây là cái thông tin cho chúng ta thấy được là ngân hàng CD Group đó là đã nộp giấy tờ đây là một cái tin tức mà được loan truyền ở bên ngoài đến từ những người mà làm việc của ngân hàng cd group là nộp giấy tờ để làm gì để có thể cho khách hàng của mình giao dịch hợp đồng tương lai của bitcoin có như là hợp đồng tương lai của sàn cme đó và một người nữa làm ở cd group cũng đã nói là ngân hàng cd đang rất là chủ động để mà đi mướn người tham gia vào cái đội chuyên về crypto của ngân hàng ở london thì đây là ngân hàng CD Group thì các bạn thấy được là thường có đăng một cái tài liệu là đầu tiên họ phớt lờ các bạn sau đó họ cười nhạo các bạn sau đó họ đấu với lại Bitcoin rồi Bitcoin thắng chúng ta bây giờ khi mà nói tới cái ngành tài chính thì chúng ta đang ở cái mức cuối cùng rồi có nghĩa là mức này là mức mà bây giờ hầu hết tất cả những ngân hàng lớn đều đã chấp nhận Bitcoin và đưa những sản phẩm hỗ trợ Bitcoin nhưng mà khi chúng ta nói tới À, liên quan đến chính phủ đó thì thường thấy chúng ta vẫn đang ở bước thứ ba đó chính là cái bước mà họ đang đấu là bịch khò nhưng mà chúng ta cũng sẽ tới bước cuối cùng rồi bịch khò sẽ thắng và các bạn cũng đã biết đây là câu nói mà nhiều người cho là nổi tiếng từ Mahatma gandhi tuy nhiên ở trên mạng thì cũng có một số người nói là câu nói này không phải bắt nguồn từ Mahatma gandhi đối với thường cũng không quan trọng thùng thích câu nói này cho nên tôi sẽ dùng để mà truyền đạt những thông tin với các bạn mà thôi và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay thùng hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này và như người nào mà chưa có theo dõi thuận capital trên những mạng xã hội thì cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này tìm thấy những thông tin chính thức như là telegram channel facebook và twitter để các bạn có thể nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất những người nào mà muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thuận capital thì cũng có thể bấm vào cái link bên dưới để tìm hiểu những ưu đãi như là giảm 20% phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn binance hay là các bạn nhận được bonus khi mà tham gia vào sàn Bybit bấm vào cái link màu vàng trên màn hình để đăng ký rút tín hiệu trị miễn phí nếu các bạn có hứng thú muốn tìm hiểu thêm và những sàn khác như là sàn Asanidex sàn Fear Hub hay là sàn Fashion Moon XBT tất cả đều có những cái ưu đãi đặc biệt hiện bây giờ như là các bạn nhìn thấy trên màn hình cũng như là tìm hiểu những sàn như là Binance US hay là Coinbase nếu như bạn là người ở Hoa Kỳ và những dùng khác như là BlockFi hay là CryptoCoin một lần nữa cảm ơn các bạn dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn